Đến dự lễ khai giảng và chúc mừng thầy và trò Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện, có đồng chí Bùi Thị Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Kết thúc năm học 2022-2023, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Tân Lạc có 97,4% học viên khối 12 đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm học 2023-2024, Trung tâm đón 90 em học viên vào lớp 10. Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, tăng cường xây dựng trật tự, kỷ cương nề nếp, Trung tâm sẽ tập trung triển khai dạy và học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học viên, tăng cường bồi dưỡng học viên giỏi, phụ đạo học viên yếu, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học viên.